Good morning quý vị, hãy cho mình đang có mặt ở cầu Chà Già từ quận 8 đi qua quận 5 Sài Gòn. Sáng ngày 17 tháng 5 2018, trời Sài Gòn đang nắng nhẹ, nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Bên phải là đường Võ Văn Kiệt đi về quận 1, ra đường hầm Thủ Thiêm ấy, chạy cặp theo kênh Tàu Hủ đó. Rồi, chào mừng quý vị đến với quận 5 Sài Gòn. Bên phải là cái khu chung cư cũ từ xưa đến giờ này vậy, còn y nguyên. Rồi, vậy đây là đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, chuyên bán về thuốc bắc cái gì. Khu vực này trong du lịch gọi là khu Chinatown, khu cộng đồng người Hoa ở lâu đời ở Sài Gòn, tạo nên cái văn hóa riêng ấy. Người Hoa thì giỏi buôn bán về thuốc bắc đó. Đi ngang đây thơm thuốc bắc đó vậy. Bên phải là đường Trần Hưng Đạo, ngày xưa là Đồng Khánh, hướng đi về chợ lớn, xin lỗi, đi về chợ Bến Thành, còn bên trái là về chợ lớn. Wow, Fortuner. Cắt ngang đây là đường Ngô Quyền. Cái này đường Ngô Quyền. Bữa phải đi đường Mạc Thiên Tích, con của ông Mạc Cũ, người khai khẩn xứ Hà Tiên đó. Bên phải đây là chung cư Sớm Cải.
phường 8 quận 5. Ở đây là đường Phước Hưng cái gì. Phía trước là công viên Văn Lang, thẳng bên kia là nhà thờ Thánh Xuyên Rắc với lại trường Chu Văn An đó. Rồi phải đi đường An Dương Vương, ngày xưa nó là đường Thành Thái. Bên phải đây là đường Nguyễn Tri Phương và bệnh viện Nguyễn Tri Phương ngay góc. Góc này là nổi tiếng bán sầu riêng này. Quanh năm ai thèm sầu riêng ra Nguyễn Tri Phương mua là ngon nhất. Đường Nguyễn Duy Dương cái gì, bên phải là khu tiệm vàng bao quanh chợ An Đông. Rồi đi một vòng chợ An Đông cái gì xem. Bên phải đi là đường Nhất Kiêu, bên hông chợ An Đông, bên trái là hồ bơi An Đông ngày xưa, bây giờ nó xây cái khách sạn Windsor 5 sao. Đây là khu vực bán trái cây, quả na, bản cầu ngon. Bên tay trái bán bánh bông lan, nhớ bông lan trứng thôi. Bán mì xe đẩy mà đông ghê không. Rồi ra đây là đường An Dương Vương ấy, hướng về đường Bilski đó, ngày xưa là Thành Thái đó. Bên trái đường Sư Quân Hạnh, bên tay trái là mặt trước của khách sạn Windsor 5 sao quý vị. Bên tay trái là bệnh viện cảnh sát giải chiến ngày xưa, bây giờ là bệnh viện của Bộ Công an. Ok, thank you, hẹn gặp lại quý vị, goodbye.